Câu chuyện Cậu bé đứng ngoài lớp học. Vũ Duệ là con nhà nghèo, không được đến trường. Hằng ngày, cậu phải trông em và làm việc nhà để cha mẹ đi làm đồng. Không được đến trường, nhưng rất ham học, lại sáng dạ. Ngày ngày, cậu bé cõng em đứng ngoài lớp học của thầy đồ trong làng để nghe lỏm những lời thầy giảng. Một hôm, thầy giáo nêu một câu hỏi khó, không trò nào trả lời được. Thấy cậu bé đứng ngoài lớp học mấp máy môi như muốn nói, thầy gọi cậu vào. Duệ trả lời rất trôi chảy. Thầy gật đầu khen ngợi. Còn đám trò nhỏ trong lớp thì ngạc nhiên thán phục. Sau buổi học hôm ấy, thầy đến nhà Duệ khen cậu bé sáng dạ và khuyên cha mẹ Duệ cho cậu đi học. Đến lớp vài tháng, cậu đã đứng đầu lớp. Về sau, Vũ Duệ đỗ trạng nguyên khi mới 22 tuổi. Ông làm quan, nổi tiếng là vị quan tài năng, trung nghĩa. Tiếp theo, các em hãy cùng đi trả lời các câu hỏi gợi ý. Câu hỏi gợi ý số 1. Vì sao cậu bé Vũ Duệ không được đến trường? Câu trả lời: Vũ Duệ là con nhà nghèo nên không được đến trường. Câu hỏi gợi ý số 2. Cậu bé Vũ Duệ ham học như thế nào? Câu trả lời: Vũ Duệ ngày ngày cõng em đứng ngoài lớp học của thầy đồ trong làng để nghe lỏm những lời thầy giảng. Câu hỏi gợi ý số 3. Thầy giáo hỏi bài cậu bé, kết quả ra sao? Câu trả lời: Duệ trả lời rất trôi chảy. Thầy gật đầu khen ngợi. Còn đám trò nhỏ trong lớp thì ngạc nhiên, thán phục. Câu hỏi gợi ý số 4. Thầy giáo đến nhà khuyên cha mẹ Vũ Duệ thế nào? Câu trả lời: Thầy đến nhà Duệ khen cậu bé học sáng dạ và khuyên cha mẹ Duệ cho cậu đi học. Câu hỏi gợi ý cuối cùng. Sau này, Vũ Duệ đã thành đạt như thế nào? Câu trả lời. Về sau, Vũ Duệ đỗ trạng nguyên khi mới 22 tuổi. Ông làm quan, nổi tiếng là vị quan tài năng, trung nghĩa. Cuối cùng, chúng ta hãy cùng nói lời hỏi đáp trong câu chuyện nhé. A. Thầy giáo khen Vũ Duệ thế nào khi cậu trả lời được câu hỏi khó? Vũ Duệ sẽ đáp lại lời khen của thầy giáo như thế nào? Câu trả lời: Thầy, con rất thông minh, con giỏi lắm. Câu hỏi của ta khó vậy mà con trả lời được. Vũ Duệ: Con cảm ơn thầy ạ. Hay: Thầy giảng rất dễ hiểu ạ. B. Thầy giáo sẽ nói thế nào để khuyên bố mẹ cho Duệ đi học? Bố mẹ sẽ đáp lại lời khuyên của thầy giáo như thế nào? Câu trả lời: Thầy, con trai ông bà rất thông minh, cháu là một nhân tài, ông bà nên cho cháu đi học. Bố mẹ Vũ Duệ: Dạ, chúng tôi rất cảm ơn thầy, ngày mai chúng tôi sẽ cho cháu đến lớp.